chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đây đang là hộp của chiếc Nokia C20. Và đây là một chiếc smartphone giá rẻ mới được giới thiệu chính hãng tại Việt Nam. Và cái chiếc smartphone này hiện tại thì có mức giá nó chỉ rơi tầm khoảng là 2 triệu đồng mà thôi. Vậy thì với mức giá khoảng 2 triệu đồng với một chiếc smartphone giá rẻ đến từ Nokia thì chúng ta sẽ có những gì? Thì trong video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng mở hộp và đánh giá nhanh cái sản phẩm này nhé. Các bạn nhìn thấy ở ngoài mặt hộp đây thì nó sẽ có tên mã máy là Nokia C20 này, tên thương hiệu Nokia và hình ảnh của chiếc máy. Thì các bạn để nhìn thấy là nó sẽ có một thiết kế rất là quen thuộc với phần cụm camera phía sau được thiết kế dạng hình tròn và màn hình thiết kế dạng giọt nước. Đó. Và cái chiếc máy này như thường lệ đến từ nhà Nokia thì nó sẽ được hỗ trợ update phần mềm trong vòng 2 năm. Đó. Và mà sau đây thì nó sẽ có một vài cái thông tin ví dụ như là chạy Android 11 Go Edition này, màn hình 6.5 inch HD cộng và một số thông tin khác. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành khui hộp ra để xem bên trong của nó có những gì nhá. Và đây là chiếc Nokia C20 chúng ta, một chiếc smartphone giá rẻ và được làm từ nhựa. Xem phần, ui dồi ôi, cái phần viền màn hình mặt trước đây đúng là thảm họa, dày cực kỳ là dày. Đó. Tiếp theo mình sẽ xem phần phụ kiện phía bên dưới nhá. Thì đây là nó sẽ có một ốp lưng silicone này, sách hướng dẫn sử dụng. Đó. Và dưới đây thì nó sẽ có tai nghe với rắc 3.5mm và đây sẽ là một tai nghe dạng earbuds, một sợi dây cáp micro USB và được thiết kế khá là cổ. Các bạn nhìn thấy đây, cái kiểu thiết kế này giống với cái kiểu rắc mini USB ấy. Đó. Và một cái củ sạc, và chiếc máy này thì nó sẽ chỉ có sạc, với tổng công suất của củ sạc này chỉ là 5W mà thôi, một củ sạc thường không phải sạc nhanh. Nhưng vì giá rẻ lại còn hàng chính hãng nữa thì các bạn cũng không thể nào đòi hỏi hơn được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về chiếc Nokia C20 nhé, để xem nó có gì đặc biệt. Quay trở lại với chiếc Nokia C20 của chúng ta thì phải nói là mình rất ấn tượng bởi cái phần viền màn hình mặt trước của sản phẩm này. Nó cực kỳ là dày, dày cả bốn góc và dày nhất đó chính là về phần cạnh dưới, bởi vì nó sẽ chứa thêm cái logo của Nokia. Nói chung là nhìn phần mặt trước của sản phẩm này thì mình đã không có cảm tình rồi. Chuyển sang phía mặt sau đây thì nó sẽ có một cái thiết kế dạng đó chính là nhựa và được làm vân sần. Chúng ta sẽ có một cụm camera ở phía sau, tuy nhiên thì nó sẽ chỉ có một ống kính chính thôi, được thiết kế theo dạng hình tròn. Về thông số kỹ thuật đi thì cái cụm cam này nó sẽ có độ phân giải đó chính là 5 megapixel mà thôi. Và phía bên dưới thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED. Logo Nokia thì được đặt ở giữa và một cái loa ngoài thì được đặt cũng được nằm ở phía mặt lưng luôn. Đó. Tuy nhiên thì nếu như đặt ở phía mặt lưng đây thì nó lại, khi mà các bạn đặt ở trên bàn ấy thì nó lại bít âm thanh lại. Nhưng mà nó sẽ có một cái chấm nhỏ này để có thể kênh lên để thoát âm thanh. Nhưng mà mình thấy cái thiết kế kiểu loa ngoài này từ lâu lắm rồi, không còn nhiều hãng họ để cái kiểu loa ngoài phía mặt sau lưng như thế này. Về kích thước màn hình ở phía mặt trước đây thì nó sẽ được trang bị một cái màn hình với kích thước là 6.5 inch và độ phân giải màn hình chỉ ở mức là HD cộng mà thôi. Và cái chiếc máy này thì nó cũng sẽ không có hỗ trợ cái công nghệ bảo mật bằng vân tay, mà thay vào đó nó chỉ có là nhập passcode, hình vẽ hoặc là mở khóa khuôn mặt theo camera selfie dạng 2D ở phía trước thôi. Và chiếc máy này thì nó sẽ có thiết kế màn hình dạng giọt nước này, với cái phần giọt nước sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel bằng với camera sau. Và màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ có tỷ lệ đó chính là 20:9, mà tấm nên được trang bị ở trên màn hình của sản phẩm này là IPS LCD. Vì là sản phẩm giá rẻ với nên là các bạn cũng không thể mà đòi hỏi được cái chất lượng hiển thị của nó ổn được, nhưng mà nó đem lại chúng ta cái màu sắc khá là trung thực với tấm nền IPS LCD. Độ chi tiết của nó không được tốt bởi vì kích thước 6.5 inch mà độ phân giải chỉ ở mức là HD cộng mà thôi. Tuy nhiên với 2 triệu đồng thì nó cũng phù hợp trong tầm giá. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn, kèm theo đó phím tăng giảm lượng. Ở cạnh bên trái thì hoàn toàn trống trơn không có gì cả. Ở phía dưới cạnh đáy đây thì nó sẽ có một cái cổng sạc micro USB và một cái mic đàm thoại. Phía bên trên thì nó sẽ có một giắc cắm tai nghe 3.5mm. Và đó tổng quan về phần thiết kế cũng như là màn hình của chiếc Nokia C20. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình ấy thì chiếc Nokia C20 sẽ được trang bị một con chip khá là cũ, đó chính là con chip Unisoc SC9863A được sản xuất ở trên tiến trình 28nm khá là cũ. Dung RAM của sản phẩm này thì nó chỉ ở mức là 2GB mà thôi, bộ trong là 32GB. Với cái cấu hình của sản phẩm này thì các bạn cũng không nên quá kỳ vọng vào hiệu năng mà chiếc máy này mang lại, nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản như là nghe gọi, giải trí nhẹ nhàng, xem video YouTube. Nhưng mà nó sẽ khó có thể xử lý được những các tác vụ nặng, ví dụ như chơi game, chơi những tựa game phổ biến hiện nay. Về pin ấy thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị viên pin có dung lượng đó chính là 3000 mAh, và rất tiếc là không hỗ trợ sạc nhanh.
Còn về phần mềm ý, hiện tại nó đang được chạy ở trên cái nền tảng đó chính là Android 11 Go Edition dành cho những chiếc máy có cấu hình yếu, và Nokia có cam kết rằng máy sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm ít nhất trong vòng 2 năm. Vậy thì với 2 triệu đồng thì mình nghĩ chiếc máy này nó cũng không đáng mua cho lắm, bởi vì một con chip khá là cũ này, cái thứ hai là pin dung lượng có 3000, kèm theo đó là lại không hỗ trợ sạc nhanh. Ít nhất ra là nhiều những smartphone tầm giá khoảng hơn 2 triệu thôi nó đã có sạc nhanh rồi, ví dụ những chiếc smartphone đến từ Vsmart chẳng hạn. Bây giờ Vsmart họ dừng rồi, nhưng mà những chiếc smartphone cũ ví dụ như Joy 3 này hoặc Joy 4 ấy, nó có mức hiện tại thì nó đã được giảm giá, thì mình nghĩ là các bạn nên mua những chiếc smartphone đấy, nó sẽ đem lại chúng ta một cấu hình tốt hơn, nhiều tính năng giải trí cũng như màn hình chất lượng tốt hơn này, pin cũng tốt hơn, lại còn hỗ trợ sạc nhanh. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Nokia C20 này? Thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ, thì xin chào và hẹn gặp lại.